Tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, tháng 3 âm lịch năm 2022, nhâm dần. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúc quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi con giáp sinh ra đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ mang số phú quý, làm gì cũng được đại cát đại lợi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có cơ may giàu có. Trong tháng 3 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 3 âm lịch này sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 3 âm lịch, tiền bạc cứ như vậy ùn ùn kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cho nên con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều những thành công lớn lao trong tháng 3 âm lịch năm 2022 này. Và đương nhiên sự thành công của con giáp này cũng khiến cho không ít người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần nể trọng, kính nể. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chương trình, quý vị đừng quên đăng ký kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để có thể cập nhật những kiến thức về tử vi phong thủy vô cùng hữu ích mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế, bởi vậy không mấy vất vả khi quản lý kinh tế tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Thông thường, đối với họ tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều họ mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của gia chủ Canh Thìn. Mọi mưu sự toan tính đều dễ dàng thực hiện, mọi việc khó đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Người tuổi Canh Thìn đã bước vào tuổi 22. Trong năm 2022, hầu hết các bạn ở độ tuổi này đều đã bước vào xã hội và bắt đầu lao mình đi kiếm sống và vấp nhiều hơn. Cái tôi của người trẻ rất cao, cách hành xử đôi lúc thiếu sự khiêm tốn, rất dễ vô tình đắc tội với tiểu nhân, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, cần đặc biệt lưu ý vấn đề này. Bên cạnh đó, bạn nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm cá nhân, đặc biệt là những đôi trẻ đang yêu. Hãy học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau trong cuộc sống hàng ngày, đừng hở chút là cãi nhau, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm giữa cả hai. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thất sát. Tháng này, các gia chủ tuổi Canh Thìn nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Thìn năm 2022, người sinh năm 2000 không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng này. Bạn không thể ngồi chờ thời cơ đến với mình mà cần phải tích cực, chủ động hơn trong việc tranh thủ cơ hội. Khi được giao cho những nhiệm vụ khó khăn, bạn không nên rút lui và trốn tránh, mà cần đứng ra nhận trách nhiệm, bởi đó chính là cơ hội để bạn rèn luyện và khẳng định giá trị của bản thân. Trong thời điểm một số người có thể lựa chọn đi học cao hơn, và điều đó cũng có ích cho sự phát triển tương lai của bạn. Dù đôi lúc bạn phải chịu áp lực khá nặng nề, nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi việc sẽ qua. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này đường tài vận không quá hanh thông, có thể gia chủ sẽ không đạt được những kết quả lý tưởng như dự tính ban đầu. Song nhờ có sự thông minh và tài giỏi, bạn vẫn có thể thu về cho mình một khoản tiền nhất định. Những người làm công ăn lương có mức lương ổn định, nhưng nếu muốn thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống thì cần phải cố gắng nhiều hơn. Người tuổi Canh Thìn có một cuộc sống khá ổn định, mức lương hiện tại có thể chưa phải là cao, nhưng nếu biết cân đối chi tiêu, bạn vẫn hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân mình.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Người sinh năm 2000 có một nền tảng sức khỏe ổn định, tuy nhiên cần chú ý đến những nguy cơ tiềm ẩn đối với gan và túi mật. Trong tháng có hung tinh, bản mệnh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, vì vậy cần hạn chế ra ngoài, tụ tập vào ban đêm. Cần chú ý khi đi lại, không nên điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi cho phép để tránh tai nạn, sự cố ngoài ý muốn. Bạn có thể gặp phải những tai nạn bất ngờ khi di chuyển hay đôi khi ngồi không cũng gặp họa trong tháng này. Mặc dù chỉ là chề xước tay chân không đáng lo ngại nhưng lại ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Nhắc nhở người tuổi Canh Thìn trong năm này hết sức tránh việc hành động vội vàng nóng nảy kẻo sinh sự thị phi. Điều này không những ảnh hưởng đến uy tín danh dự mà còn khiến cho sức khỏe thể chất và tinh thần sụt giảm. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng nên tự lượng sức mình, không nên cứng đầu cứng cổ, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Các quý gia chủ tuổi Canh Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Gia chủ được các tinh chủ đào hoa chiếu mệnh nên chuyện tình cảm có những bước chuyển biến nhất định. Dù là nam mệnh hay nữ mệnh đều dễ nhận được sự chú ý của người khác phái. Đối phương có thể là người thường xuyên giúp đỡ bạn trong công việc hoặc là người có ý định tiến đến với bạn. Bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Không nhất thiết phải vội vàng đến với ai bởi vì bạn vẫn còn trẻ và có nhiều cơ hội lựa chọn khác nhau. Trong gia đình, bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người, nhưng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Có nhiều khi, bạn vẫn cần phải chú ý lắng nghe góp ý của những người lớn tuổi. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 3 năm 2022, tức ngày 3 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 3 năm 2022, tức ngày 15 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 3 năm 2022, tức ngày 27 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 3 năm 2022, tức ngày 2 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 14 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 3 năm 2022, tức ngày 26 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi sinh năm 2000 trong tháng 3 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì cho tương lai để có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin kính chào và hẹn gặp lại.